cái bên mình học cái này. Sale nha Vũ nha. Sale có nhiều người vô hốt. Vừa sale vừa giảm giá luôn. Nghe tiếng gì mấy con đực cái đực vậy? Rồi mọi người ơi, like này vừa giảm giá vừa sale luôn. Vô nhanh nhanh giùm em nha mọi người ơi. Trời cái này xinh quá hả? Em đâu có biết cái set này nó xinh như vậy đâu mọi người. Bây giờ em đã biết rồi. Rồi vào chấm chia sẻ giùm em bài viết nha mấy chị ơi. Làm nhanh nhanh đi, em đi làm găng coi. Trời cái set này đẹp quá mọi người ơi. Làm sao để cho mọi người coi em xa thiệt xa ta. Đây 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 đây. Có thuộc xa được không mọi người? Đó, đẹp không? Cái set Adidas có đẹp luôn. Cái set này nha mọi người, cái áo á mọi người có thể phối rồi mặc cũng đẹp nữa. Còn cái quần của nó là quần suông nè mọi người, xinh ơi là xinh không? Quần suông nha. 11 con biết rồi. Livestream mày nó giết mày, trời nó êm cái chân kìa Vũ ơi, tôi nói một cách nha, giả mang luôn bà ơi. Cao được một chút. Không vừa cao mà cho khách coi mẫu được nè, mà nó vừa êm chân nữa. Tôi hút một lần hai đôi luôn. Nó mới có dán lên. Cao thôi. Tôi hút một lần hai đôi luôn là bà hiểu rồi đó. Dép gì mà mang êm chân ghê luôn. Ê lấy đôi dép hồng ra like cho khách luôn đi. Nè mọi người ơi. Nha còn bao nhiêu đôi à? Cái này là giống như kiểu là bạn em á, nó gửi bán giùm á. Rồi đây. Rồi chia sẻ giùm em cho con xin cái điện thoại đó luôn đi. Mọi người ơi, set Adidas em đang mặc nè mọi người. Có hai size S và M đây các chế yêu ơi. Tự nhiên bữa nay lâu đâu mà lôi nóng, lôi dép hôm nay. Like hay nè. Trời nắng. Trời nắng. Trời nắng bắn nóng. Trời mưa bắn nóng. Em có mấy cái nón nè mọi người, em có mấy cái nón em để em bán, em vừa bán rồi tặng cho mấy chị luôn nè. Và lại có dép nữa. Đây. Rồi vào nhanh nha mọi người ơi, chia sẻ giùm em đi mọi người. Vào nhanh lên hàng sale cho mấy chị ngày hôm nay trên livestream luôn. Coi rõ không mọi người? Mọi người coi ra like này, mọi người thấy màu nó rõ không mọi người? Đây. Set này xinh quá trời đúng không? Set này đẹp cực kỳ. Đây mọi người, em có mấy cái nón nè. Trước tiên là like nón trước tiên đúng không? Em có mấy cái nón này, bà ra đà màu hồng nè. Đẹp lắm mọi người, ai sắp đi chơi không? Em để thôi, bị bụi chút xíu thôi. Đây mọi người, nón xinh lắm nè mọi người. Nón bà ra đà, trời ơi, cái mặt nè. Nóng xịn lắm luôn á mọi người, thêu nữa nè. Thêu bà ra đà nó nha. Người ta bán cho mọi người em không biết bao nhiêu nha. Mọi người có gì tăng đô á mọi người, có nghĩa là cái nón này nó. Mọi người có thể tăng đô theo cái size của mình được luôn á. Có màu trắng nè, cái bà ra đà này em có màu trắng nè mọi người, với lại màu hồng nè, xinh ơi là xinh luôn. Đây. Tan mát nè mọi người nhìn nè, hiểu không? Con này người ta bán 85 đồng một con mọi người, hàng này là hàng xịn chứ không phải là hàng thường thường 35 40 đinh đâu nha. Rất là đẹp luôn. Và mọi người những cái tan này bà ra đà nè, biết không? Đó, đây nó nè, thấy không? Con này hàng xịn luôn mọi người, nhưng mà em sale mọi người cắt nửa giá luôn. Em bán cho mọi người 40 đồng một con luôn. Hàng xịn nha mọi người ơi, hàng rất là xịn nha, hàng tan mát rất là xịn luôn. Em bán cho mọi người 40 đi một con luôn. Ai lấy trên tay chốt giùm Trang đi. Một con hồng và một con này đúng là 85 đồng đó mọi người. Con này là hàng xịn nha, tụi em nhìn cái tan mát nè. Đây, bà ra đà nè. Rồi xong rồi ở đằng sau của nó có tan mát nè, Di xin ơi. Ai đổi nón, ai có hay đổi nón mọi người hốt giùm Trang đi mọi người. Đây, một con màu hồng với lại một con màu trắng. Em không có đổi được, tóc em bé cao quá không đổi được cho mọi người coi rồi. Đẹp lắm mọi người ơi. Đây 40 rin luôn, hàng xịn nha mọi người, chứ không phải là hàng thường đâu. Bán 85 bây giờ sale 40 nè, 235 luôn hả chú? Rồi 35 luôn đi, 35. 35 cho ba cái này luôn, lỡ rồi nè. Một cái con NY nè mọi người, một con NY nha. Một con bờ ra đà màu hồng và một con bờ ra đà màu trắng. Sale 35 đồng bao giá cho tụi em luôn. Đây mọi người, ai lấy không? Cái này là xả nha. Đây Trang xả cho mọi người.
Vô đây mọi người ơi, nay em xả nè, mọi người chia sẻ giùm em đi. Ai mà sắp đi chơi rồi này nọ, chắc tính lại là đợi lại để cái trắng lại mặc đi đi Thái chơi nè. Đây, ai lấy không mọi người, ba con ba màu luôn. 35 đồng bao phút bao còn Facebook luôn. Cái hàng của em là hàng xịn đó mọi người, chứ không phải là hàng thường đâu. Hàng xịn lắm luôn á. À quên nữa. Hồi nãy cái chị gì á con quên nói. Chị Tiger á quên nói có còn thêm cái set này nữa không? Cái con này cũng đẹp quá trời nè. Con này mà lai sau, thôi lai sau đấy mà con này. Bữa sau đi. Rồi mọi người ơi, chia sẻ giùm em nha. Rồi mọi người hôm nay mua chia sẻ sẽ được giảm giá từ 5 đến 10 riêng một sản phẩm đó nè. Và đặc biệt là hôm nay em sẽ lên hàng lẻ mẫu em sale rẻ lắm mọi người ơi, 40-50 luôn cho mọi người luôn. Nhanh tay thì còn, thậm tay thì hết nha. Huyền ơi có lấy gì thêm nữa không Huyền? Rồi, trời chia sẻ không được lên, không có tăng view nha. Chia sẻ mạnh mẽ giùm em đi mọi người. Lên sơ mi em coi hả? Lên sơ mi em coi, em thích sơ mi màu gì? Đây em sơ mi miu miu này đẹp nè. Lấy con này đi. Em lấy về em bận không có à xem. Đây em ơi, đây sơ mi rất là đẹp luôn nè. Tình yêu ơi. Con này còn một con cuối cùng luôn á. Đồng giá 65 đồng nha miu miu nha. Nè cái con này cũng đẹp lắm tình yêu, con này là con này chắc của nó là chắc zin, chắc vải á mọi người, đẹp lắm, 65 đồng sale luôn mọi người. Hôm nay đồng giá 65 hết sơ mi luôn. Còn không thì em lấy cái con này đẹp nữa nè. Đó, cái con nhũ nhũ da da nè. Nói chung là mấy con này con nào cũng đẹp hết mọi người. Đây. Con sơ mi nhũ nè, em lấy con này không? Đá đó nè, con này như có màu đen đó không? Con này như trang có màu đen đó, em lấy không? Bao đẹp luôn. Chia sẻ giùm em đi mọi người, cho con xin cái cọng dây sạc tiền yêu. Cái đấy cọng dây màu trắng vậy. Con nghi vô được thế nào cũng đúng đó, con đang nói trong bụng rồi mà đúng đi dây gan. Cái này không phải. Sale sale nha mọi người ơi, tranh thủ nè. Áo lưới cũng còn một con luôn hả? Bữa nay sale sạch sẽ luôn, cái nào lẻ là sale bên nóc luôn. Em sạc pin em có sức em like cho mọi người coi. Rồi đây mọi người ơi, cái này đồ không cái gì bé ơi. Nguyễn Thị nè, sao rất đẹp mà không lấy gì trời. Còn bộ nè. Đầu xe không bán nữa. Cái còn một cái dạ, nè, ai lấy không mọi người? Đây cái white sale này cũng còn một con cuối nè, ai lấy không? Lấy em mấy cái màu đen, cái màu đen là cái này được không em? Đây màu đen nè, đẹp lắm. Đen đây. Đen còn ba con hả? Đen này là còn ba con nè em ơi. Nè, đen này. Đây này là đen đá YSL, đây là đen trơn đi ha, cho nó dễ hiểu. Còn đen này nó là đen nhũ nè, rồi còn ba con đen. Còn ba con đen này luôn nè. Hai ba cái gì cũng được, em mặc không mặc trắng thôi. Em lại bận mắt rồi. Ok, vậy chốt cho em ba cái đen này nha. Ba cái đen này cho em. Ok em. Rồi cho ba cái này cho Nguyễn Huyền Nguyễn Thị. Ok tình yêu, thanh kiều em nhiều luôn nha. Huyền Nguyễn Thị. Ừ. Rồi hết đen luôn á. Rồi ok, thanh kiều em luôn, mở hàng đắt lắm nè. Rồi Nguyễn Thị mở hàng nhanh gọn lẹ cho chế luôn nè. Rồi mọi người, em lên hàng nha mọi người. 65 thôi. 65 ba cái luôn. 65 ba cái. Cũng đi 75 mà. Rồi mọi người ơi, chia sẻ giùm em đi mọi người. Áo lẻ nè, chân váy lẻ nè, nói chung là cái gì cũng có hết nè mọi người, sale hết cho mọi người luôn. Sale ơi, quên nữa. Mọi người ơi, mọi người thích lên quần dài không? Đây là áo sale luôn nè. Trời ơi, cái áo này không mới không đúng chút. Đây áo nhũ nè mọi người. Áo nhũ mới về nha, bao đẹp luôn, chắc nè. À, bao nhiêu ta? 55 sale cho mọi người, còn 40 luôn trên livestream ngày hôm nay luôn. Lỡ là chơi tới bến với bà luôn. Rồi sale nha mọi người ơi, sale áo xong rồi lát tí nữa quần đi. Mấy quần xin trong đó sale hết luôn hả chú ha?
em sale rẻ lắm mọi người ơi. Tí nữa nha, chị nào có chia sẻ nha mọi người nha, một lát nữa em sale cho mọi người 20-30 hết luôn mọi người, sạch sẽ luôn. Và phải có chia sẻ cho em nha mọi người ơi. Đó, bây giờ mấy chị chia sẻ đi, chia sẻ đi rồi bắt đầu em lên cho mấy chị nè. Áo này sale 40 nè, ai lấy không? Chỗ cáo thì có đáng mặt hơi bị, hơi bị chặt cái phần ngực, ngực có nó bự hay sao? 3 cái. Cái 3 cái luôn. Sao vậy? 4 cái chứ, 4 cái chứ phải 3 cái. Đây còn lấy 4 cái luôn chứ, để nguyên bọc đi, để trong bọc. Hồi chốt đi rồi. 3 cái hay 4 cái? Con lấy 4 cái luôn. Rồi đây mọi người đợi em chút xíu nha, để mặc cái áo vô. Lấy cho em 4 cái luôn á. Có đen đấy hết mà. Đây nha mọi người, đợi em tí xíu nha. Áo em đang mặc nè mọi người ơi, sale luôn nè mọi người. Áo em đang mặc có màu trắng, ấy lộn xin lỗi, có màu đen với lại màu hồng. Ha. Sale cho mọi người 40 luôn. Ai lấy thì comment lấy giùm em nha, đen và hồng sale 40, rất là xinh luôn nè mọi người. Có mút ngực luôn nha, ở đằng sau ở lưng nè. Đó. Đen hồng 40. Có ai lấy không mọi người? Sale sale chứ, nhiều khi cũng không có ai mua đâu. Rồi. Đây. Sale gì ta? Mấy chị ơi, mấy chị thích em lên hàng mới hay lên hàng sale? Sao Facebook của con bị gì rồi? Kiểu như bị ẩn comment hay bị sao sao nhỉ? Cái gì mà có 14 thì coi được rồi. Mọi người thích lên quần ống suông mà giá rẻ không mọi người? Em tính em sale đồng giá cho mọi người 60 rin luôn. Ở lộn xin lỗi, 50 luôn thôi. 50 luôn mọi người. Ai thích lên quần ống suông không mọi người? Chấm chia sẻ lên đông đông giùm em đi mọi người, em lên hàng cho mấy chị lựa. Đây con dung này còn một con size S nè. Con dung này size S nè mọi người, em còn một con nè. Có mút ngực luôn, 85. 85 sale nhiêu ta? Sale cho mọi người 65 đồng luôn, ok chưa? Ai lấy comment lấy 65 đồng size S cho mọi người nha. Đây, hôm nay sale rất là nhiều luôn. 65 đồng nè, ai lấy không mọi người? Trời 85 sao 65. Nhìn cái chất vải đi mọi người, hàng bên em vải xấu em tặng luôn, em không bán nha mọi người. Cái này bên trong của nó là có quần luôn nha mọi người nha. 65 đồng, ai lấy con này thì cầm lấy giùm em nha. Sao cái view của nó kỳ đó. Cái view nó sao sao luôn nè. Đen nè, Ngọc Hằng. Ngọc Hằng lấy cái gì đen đó? Ngọc Hằng lấy cái gì đen? Lấy áo chị đang mặc có hả Hằng? Hằng lấy áo chị đang mặc có hả Hằng? Áo chị đang mặc nè, phối lại quần sọt trắng đẹp lắm luôn á. Nè. Xói với quần sọt trắng bao đẹp luôn á mọi người. Chia sẻ giùm em đi mọi người, em lên hàng sale cho mọi người luôn nè. Em lấy áo đen hả Hằng ơi hay là sao? Chị chưa hiểu nè. À, áo chị đang mặc ok, Ngọc Hân lấy đen nè. Rồi chứ còn một con hồng 40 luôn tụi em ơi, 40 luôn nè, hồng nè. Lát nữa chị Trang lên quần sọt đồ xả rẻ 20-30 cho mọi người luôn. À chứ còn ba cái nón này, ba cái nón này là hàng xịn đó mọi người. Trang sale cho mọi người 35 đồng một con luôn. Nè nhìn cái tan mát của Trang bán nè. Đây sổ hết cho mọi người ngày hôm nay luôn. Còn hai ba con rồi mọi người. Con này là con nón này giá 35 đồng một con. Có màu hồng nè, Prada. Màu hồng nè, màu trắng nè. Xịn lắm nha mọi người, tôi thề luôn, rất là xịn luôn với bà. Hôm bữa bán tới 85 đồng á, bây giờ xả 35 thôi, bán cho nó nhanh. Với lại một con NI nè, rồi ba con 35 đồng một con. Ai lấy chúng ta chốt giùm em nha, túi nón nha mọi người nha. Nón 35 đồng một con, tình yêu nào lấy thì báo em. Đây, vô chia sẻ giùm em đi mọi người, có chia sẻ mới được mua chất sale nha mọi người nha. Áo của con Ngọc Hằng nở vô. Rồi, màu hồng còn một con 60, ở lòng xoay còn một con 40 nữa nè, ai lấy không? Mọi người ơi, mọi người thích em lên quần ống suông không? Hay là quần jean, hay là lấy quần sọc jean? Bây giờ em sẽ lên áo, bữa giờ mọi người mua áo nhiều ha, bữa nay sale xảo, xả quần quần sọc cho mấy bà giá rẻ rẻ nè. Rồi áo này luôn. Có áo gì trời, chưa soạn được nữa. Rồi áo này sale cho mọi người 30 luôn. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Khỏi hỏi em giá bán bao nhiêu nha, mọi người biết giá hết rồi đó. Đây, áo ống này 30 luôn, còn một con cuối cùng có vút ngực nữa nè mọi người. Thấy đẹp không?
áo ống 30 luôn, áo này 30 luôn. Áo xám thì comment xám nha. Ống thì comment ống giùm em. Rồi con đó bán luôn đi. Rồi con là nó dạng là con form body với mọi người, body ôm sát eo nha. Xong rồi nó có cái tay rất là đẹp luôn nè. Với nó mới về. Rồi. Ai lấy cái gì thì lấy nha. Đây. Ai lấy gì thì lấy đi. Cho nó nhanh. Rồi, chân váy da nè mọi người. Chân váy da size S nè mọi người, da siêu đẹp. Nè, nhìn cái da nè. Da mà không đẹp em không lấy tiền mọi người luôn á. Chân váy da size S nè, vô mua lộn xộn đi mọi người, có này có kia. Đây, chân váy da sale cho mọi người 40 rin. Size S nha. Chân váy da size S sale cho mọi người 40 rin, dưới đấy mình có mấy cục hàng rồi đó. Mấy cái chân váy đó đó, sale hết cho khách luôn. Ừ. Khách mua áo cũng nhiều rồi, bây giờ mua hả? Ơi em có zip nữa nè mọi người, zip đây mọi người, zip MLB nè mọi người, đây màu hồng nha, chỉ có một màu duy nhất thôi mọi người, cái này là bạn em kêu em bán giùm thôi, chỉ có một màu hồng duy nhất thôi mọi người, nó đang bán mà nó không chuyện, nó bán không được, em thấy hình như có đủ size luôn hay sao mọi người. Đây rồi, 35 đồng một đôi, 30 đồng cho nhanh thôi chú ạ. 30 đồng một đôi cho mấy chị luôn, nó nói kêu em bán nhiều bán tùy nó luôn rồi, vậy em bán đại 30 đồng vừa bán tôi tặng cho mấy chị luôn. Hôm bữa nó bán 65 đồng á mọi người, bây giờ em bán 30 đồng một đôi, đủ size luôn nha mọi người ơi. Bao mang im chân luôn. Ủa, em đâu có thử cho mấy chị được. Đây, đủ có size nè, em đọc size nha mọi người nha. 38 nè, 36 nè, 36 nè, 35 đủ size luôn mọi người ơi. 35, 36, 37, 38 rồi. 30 riêng một đôi nha mọi người nha. Thấy mấy cái đôi này mang đẹp lắm luôn á. Trời đẹp lắm luôn á mọi người. Đây nè. Màu hồng đúng đẹp luôn á. 30 riêng một đôi nha. Rồi ai lấy thì comment lấy giùm em nha. Rồi em lên mấy cái chân váy lẻ size em bỏ nè. Rồi chân váy hồng nha mọi người. Chân váy xin hồng. Đẹp lắm mọi người. Vừa đẹp vừa rẻ vừa bỏ luôn. Bán bỏ luôn. Đúng rồi, xả hàng luôn đó. Rồi, vô đây mọi người ơi. Rồi, chân váy hồng nè, sale cho mọi người giá là 30 rin. Trời. Chân váy jean nha, size S, sale cho mọi người 30 rin. Đây. Coi trước coi sau nha. Rồi. 30 rin luôn, chân váy hồng sale 30. Chắc jean nha mọi người nha, chắc jean nha. Chân váy hồng sale 30, size S, em có đọc size rõ ràng luôn mọi người. Mọi người có gì chốt giùm em nha. Rồi, ai lấy thì cứ lấy, còn ai không lấy thì cứ qua mẫu thôi ha mọi người ha. Rồi, con chân váy đá nè mọi người. Con này hôm bữa bán 75 đồng á, size S. Rồi, bây giờ còn một con, em sale luôn cho mấy chị 35 đồng luôn. Trời ơi, quá đẹp luôn, 35 đồng là quá rẻ luôn. Chân váy giờ sale 35 đồng. Vô hốt hàng kìa, vô. Vô nhanh luôn, em không thèm bán 50 luôn, em bán cho mấy chị 35 đồng luôn. Size luôn. Size S nha mọi người ơi, 35 đồng size S nè. Chị nào lấy comment lấy giùm em nha. Con dục ở đây xong lát cho rồi ha. Rồi một cái con quần, một cái con quần jean size S luôn nè mọi người. Đây quần jean size S luôn nha mọi người ha. Em bán rẻ phía sau em lấy cái bóc này cho chứ không phải làm gì chứ. Lấy về hàng mới. Đây con size S là sale cho mọi người luôn à, con này sale mọi người 20 đồng luôn. Quần jean 20 đồng size S. Cho nhanh đi. Quần da nè mọi người. Quần sọc da nha, sale cho mọi người 30. Quần sọc da sale cho mọi người 30. Quần sọc da 30 nha mọi người ơi. Chết rồi, nhanh thủ. Không, em đợi khách lên tí xíu đi. Khách đang vô á. Quần sọc da sale 30 nha. Có hai màu. Mọi người chịu khó mua về rút dây lên giùm em nha. Đây. Quần sọc da có màu da với lại màu đen. Size S nha mọi người nha. Sale 30. Đây. Quần da bao đẹp luôn á mọi người. Có 30 đi nha mọi người ơi. Tranh thủ vô hot cho mọi người. 30 nè. Rồi. Chân váy luôn mọi người ơi. Chân váy da. Chân váy da nha mọi người, hai size S và M đều mặc được luôn. Rồi sale cho mọi người cái này 35 đồng. 35 đồng luôn mọi người ơi. S với M hai con. Đen nè. Đen 30 nè, Anna Huỳnh nè, mọi người mua cái giá này mà không mua nó thôi là hết cơ hội mới chịu được mua hàng rồi mấy chị, em nói thiệt. Quá trời rẻ luôn rồi, không còn rẻ hơn đâu. Đen còn nha. Chân váy da đen còn đúng không chú? Chân váy da đen em còn nha mọi người ơi. Trời ơi, cái con chân váy này có 35 đồng nè, Anna Huỳnh ơi, size S của em luôn nè, em lấy không? Chân váy jean nè mọi người, 35 đồng. Rồi. Chân váy jean da, xinh giả mang luôn nè mọi người, nhìn nè. Trời ơi, hai con, một size S, một size M. Đây.
cho em xem lại chân váy. Đây một con S, một con SM, có chia sẻ giùm em nha, không chia sẻ tí xíu nữa em đinh, em dinh giá lại 75 đồng bình thường nha mọi người nha. Không chia sẻ là không có được giá này nha mọi người nha. Rồi con này luôn, một S và một M sale luôn cho mấy chị 35 đồng trên livestream. Quá rẻ luôn, em nói thiệt em chưa bao giờ bán rẻ như cái giá ngày hôm nay luôn mọi người, tranh thủ vô hốt đi. 35 đồng trên một livestream này luôn. Con này xinh dễ mang lắm luôn á mọi người, màu rất đẹp luôn nè. Một con size S, một con size M, ai lấy nhanh tay chốt giùm em nha. Chung váy quá rẻ hay đúng không ạ? Một S và một M chia sẻ giùm em nha mọi người nha. Rồi em qua mẫu nè. Chân váy da em còn một con size S nè, sale cho mọi người giá là 25 đồng. Chân váy da bóng nha, size S, sale 25 đồng. Rồi chị Kim Phượng vô hốt rồi chị Kim Phượng ơi. Rồi một cái chân váy size L, một cái chân váy size L nè mấy chị, chân váy rách nè, size L nè, sale 30 nè. Bun ơi, Bun lấy con này đi Bun, đẹp lắm Bun. Chị sale rẻ luôn nè Bun ơi, Bun mà không lấy là tiếc lắm luôn á, để cho Bun con này đi, nói thiệt. Thề luôn á mọi người, em bán rất là rẻ luôn á mọi người. Buôn lấy con này không Buôn? Đẹp lắm luôn á Buôn. Cái chắc gym bên em hàng Thái con nào cũng đẹp mọi người. Tại vì mang tiếng em xả, em xả chứ hàng bên em đẹp lắm. Mày đi cho Hạnh được ạ. Ừ, cho đại bà Hạnh 30 đồng đi, trời ơi nó rẻ. Đây. Cái quần sọc da này như có hai size luôn của. Quần sọc da nâu nè mọi người. Quần sọc da nâu nha, hai bên hông mọi người rút tùy ý, cao thấp cũng tùy ý, sale cho mọi người giá 30. Hai size S và M. Đây. Hai size S và M nha mọi người ơi. Quần sọc da nha, SM hai size 30. Rồi quần này mới đẹp nè. Thôi không ai, không ai nói thôi, chú lấy mấy cái chân váy da, quần sọc riêng thôi. Ồ. Rồi đây mọi người, quần quần thun nè. Quần thun nha, cái này là có rút nè, hôm bữa em đi Thái em lấy nè mọi người nhớ không. Quần này em sale cho mọi người giá là 35 đồng một con luôn. Chị cô bé tóc vàng hốt một con về mặt đi trời. Nó xinh giả mang luôn á mấy chị, 35 đồng một con màu hồng với lại màu nâu. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha, 35 đồng. Trời ơi, nhiều con chân váy đẹp quá. Chú ơi 35 đồng kìa trời, quần nâu nè Nguyễn Tina. Chị nói thiệt với em luôn á Tina, em lấy hai con luôn đi, cũng xứng đáng đồng tiền lắm luôn á em, chị nói thiệt. Đây nâu nè, quần đẹp giả mang luôn á mấy chị, quần hồng nè, chị cái Billy Phạm nè, rồi hết luôn. Họ cái sale này hơi kết thúc đi, còn có cái giá tiền nữa. Tại sale này đâu có lời đâu, cộng vô số lượng chi mất công, sale lỗ còn không số lượng lại bà. Cái này nhiêu, cái nào, cái này 35. Rồi tiếp tục đây mọi người ơi, đây nha mọi người, chân váy co giãn xịn sò cực kỳ luôn, size S, sale cho tụi em chân váy kaki co giãn 30 rin. Khỏi ghi á, 30 rin mọi người ơi, co giãn nha, cái nào co giãn thì Trang nói con giãn. Hai con hai con, một con size S, một con size M. Đây 30 rin luôn mọi người. Kim Phượng nè, 30 nè. Còn một con 30 luôn, quá đẹp. Thật sự với mọi người là em nói thật sự với mọi người, nó rất là đẹp luôn á mọi người, chứ không phải là quá đẹp đâu. Tôi xả một cái rồi mấy bà, yên tâm luôn. Đây 30, còn ai lấy nó không nhanh tay. M 30 nè, ok nè. Cái này nè, 30 không vú. Cái này của ai? Vú tình bình tĩnh lại cái này. Của Kim Phượng. Còn cái này là của bé chia bông si nè, ok em M nè, ok em nè. Rồi tiếp tục nha mọi người. Quần jean lưng siêu cao. Size này là size size này là size M nè. Chia lấy không? Coi giãn cực kỳ luôn, 75 đồng em sale nhanh cho mọi người luôn, 40 rin. Đây cái tắc co giãn nha, 40 rin luôn. Ơi em đưa lại con này một lần nữa cho mọi người, con này rất là xinh luôn, nãy giờ mấy chị chưa vô nè, đẹp giả mang luôn mọi người. Đây nhiêu ta, con này 30 cho mọi người luôn, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha mọi người nha. Hai size S và M đẹp lắm luôn nè. Chia bông di ơi, đây chân váy luôn nha, 40 nè, chốt cho chị hoa xoàn nè, ok nè, nhanh gọn lẹ luôn, đảm phá hết luôn. Rồi 30 chân váy hai con, một S và một M. Trời ơi chân váy nó đẹp lắm mọi người ơi, ở đằng sau cũng là chân váy nè, bên trong của nó có quần luôn nha mọi người. Đây có quần luôn, 30 riêng một con này mà không lấy hả mọi người, làm sao vậy? 30 riêng. Rồi qua mẫu,
một trời. Một cái con quần jean siêu co giãn luôn mọi người. Size này là size S nha. Đây, siêu co giãn luôn, size S. Rồi sale cho mọi người con này với giá là 35 đồng luôn, nhanh tay. 35 đồng luôn nha mấy chị ơi. Ấy, em còn nữa nè. Quần này em còn nè mọi người, hồi nãy bán giá nhiêu vậy chú? Hả? 30. 35 chứ. 35. Con này vuốt lại coi. 35 đúng không? Trời ơi, con này em còn một con da và một con màu xám mọi người ơi. 35 đồng cho mấy chị luôn. Đây, con này là hàng Thái hôm bữa bán như 60, 65, nhớ không nhớ. Đây, một con màu da nha. Không đẹp em hoàn tiền lại cho mấy chế, cứ tin tưởng em đi. Một con màu da, một con màu xám, 35 đồng, nhanh tay chốt luôn. Cái này là bao nhiêu ký cũng vừa hết. Ê, con nâu này còn hả nè, con nâu này mới bán nhiêu, 30 luôn hả? Chân váy nâu còn một con size S 30 nè, ai lấy không hả chị? Con này đẹp lắm. Thấy con màu nâu này nó bị bung rồi. Con này 30 nha, mua về chỉ có mai là em tí xíu thôi mọi người. Đây, kaki nâu 30 đẹp cực kỳ luôn. Rồi, đây con này không ai lấy không mọi người, 35 đồng mọi người nhìn kỹ cái chất vải nè. Đó, đây, nhìn kỹ chất vải nha. Rồi em qua mẫu nha, 35 đồng. Mấy chị không mua là mấy chị tiếc gán chịu luôn á, mấy chị tiếc chứ em bán là không tiếc đâu, thiệt em bán là em lỗ rồi nên em không tiếc. Đây, rất là xinh nha mấy tình yêu. Cái da nào vậy? Da đó. Đây nè, màu xám nè, em cho mấy chị con màu xám nè. Trời ơi, tin em đi một lần đi mọi người, lấy về mặc đi mấy chị, đẹp lắm. Em nói thiệt. Bẩn nó mát lưỡi luôn. Phải đẹp lắm luôn á mọi người, hàng Thái mà. Xám. Còn một con xám nè, ai lấy không? Rồi không lấy bỏ qua nha, cho nhanh nè. Quần sọc jean thì con nhớ như có hai con không ta? Quần sọc jean này như có hai con á mọi người, mặc sunline lên giùm em nha. Rồi quần sọc jean size M, còn con S nữa. Dưới này giúp con thấy không? Thôi có nào bán nó đi ha. Rồi con quần sọc jean size M nè. Con này 75 đồng mà bữa bán thối. Xám nè, bun nè. Con này size M 75 đồng. Bây giờ sale cho tụi em giá là 35. Quần jean sang lai lên giùm chế nha tụi em nha. 35 đồng quần jean size M đó, 35, đẹp cực kỳ không? Đây, ấy con màu trắng này còn nè Bun ơi, size của em nè Bun ơi, L nè Bun, coi giãn xịn sò cực kỳ luôn. Hồi nãy nhiêu 75 sale còn có 40 nè. 40. Chị Kim mới lấy con đúng không? Ừ. Bun ơi lấy đi Bun. Có 40 rin nè, con này 35. Trời, con này em con này 35 đồng không ai mua hả trời? Em không tin luôn á mấy chị. Quần jean đất 35 đồng. Con này siêu co giãn size M nè. ML mặc được luôn mấy chị, co giãn giả mang luôn nè Bun. Cực kỳ co giãn luôn nha, 40. 75 còn 40 luôn, size ML gì mặc được luôn mấy chị. Cái của người ta. Không, sale luôn đi. Ấy ơi. Nó có cái áo nữa chị. Sale luôn hả? Tôi phối thôi. Ủa đừng có la lớn. Quay lớn quá lớn. Đây chân váy xòe nè mọi người. Chuông váy xòe này S với M đều mặc được nha, tại vì sau có lưng thun nè. Rồi sale cho tụi em 30 luôn. Xinh lắm nha mọi người. Sale cho mọi người 30. Hàng bên Trang mà hàng sale mà chắc 6 Trang cho mọi người trả lại luôn. Ok. Đó, 30. S với M đều mặc được nha, bên trong có quần. À, có quay không? Chân váy này bị dính màu. Chân váy này bị dính màu tí xíu rồi bán làm sao? Có nịt luôn mà chỉ dính màu. Hay gì bây giờ mấy chị mua cộng dây nịt đi. Tặng luôn chân váy. Đúng rồi, 35 rồi. Không, 30 luôn. Dây nịt thì 30 đúng không? Em bán dây nịt 30, mấy chị mua tặng chân váy có bị dính màu tí xíu nè. Nhưng mà mình mặc vẫn thoải mái nha. Hôm bữa cái chân váy này bán tới 90 lận đó mọi người. Size S nè. Size S nè, ai mặc được không mọi người? Không mặc được thì đi cho người ta luôn đi. Cho luôn đi khỏi treo nó yếu. Size S đó mọi người, ai mua 30 đồng thì bán luôn cho. Đây mọi người, một cái chân váy size S nè. Ừ, tặng cho Tiger đi. Ừ. Cái dính màu tặng gì kỳ bà nội. Đây quần nha mọi người. Lộn sở chân váy nè. Chân váy xe. Chân váy xe nè. Ai lấy không mọi người? Sale luôn cho mọi người. Giá là 35 đồng. Đẹp cực kỳ. Không đẹp em không lấy tiền mọi người. Ủa cái chân váy xe thì có gì đâu mà sale trời. Chân váy xe 35 đồng nè. Ai lấy không? Nhanh tay. Không lấy đem qua mẫu nè. Trời ơi má ơi, cái chân váy M. Chân váy M nha mọi người ơi, 85 sale luôn cho mọi người, 50 trên livestream nè, ai lấy không?
50. Hai size S7M luôn. Hai size S7M luôn. À lấy chân váy không? Chân váy size, chân váy size. Chân váy có hai size luôn. Ủa chân váy S này là ai đấy? Chị cô bé Thu Vàng lấy chân váy này hả chị? Rồi. Comment giùm em 35 hoặc là 50 đi mọi người. Rồi em xả luôn mọi người, chân váy này xấu 50 luôn. 50 phải đợi. Rồi size M này chốt cho Ngọc Hăng này giúp. Đây Ngọc Hăng size M nè, để khai cho coi. Đây Ngọc Hăng lấy size M nè, chân váy nè. Cái gì vậy? Chân váy 35, ok chị cô bác tóc vàng, chân váy 35 size S nè, đâu rồi đó. Đấy rồi nè. Đấy rồi hả? Rồi cô bé tóc vàng nè, rồi size M chân váy cho Ngọc Hăng nè, size M nè. Còn size S nữa mọi người, 50, 85 mà sale 50 luôn, ai lấy nhanh tay chốt. Còn một con size S nè mọi người, ai lấy không? Đây. Đẹp lắm nè chị cô bé tóc vàng, chị lấy luôn không chị? Rồi áo sale cho mọi người 30 luôn, áo thun co giãn nha, rất hai bên tay rất là đẹp luôn mọi người, áo 30. Chân váy, ủa sao tự nhiên mà nó nhạt quá vậy ta? Em định lấy cái kia á. Cái con chị Trang mới đưa cho em con này nè, Hăng đẹp lắm luôn á Hăng, nói thiệt, em lấy đi. Có sale có 50 à Hăng ơi, đẹp lắm luôn. Con này em bao đẹp cho mọi người nè, sale 50 nè, ai lấy không? Tí nữa còn lên áo nữa mọi người nha, mọi người cứ từ từ coi. Chân váy 50 cũng gì kìa. Chân váy 50 nè, ok chốt cho em gái nè. Rồi còn một con 50, ai lấy không mọi người? Quá trời đẹp luôn á mọi người, đây nè, nhìn giùm em đi mọi người. Thiệt luôn á, còn một con 50. À, chị lấy size M. Size M hết rồi chú ơi, khỏi ghi. Size M như em hết rồi, đem coi. Đấy. Hy vọng là con treo size M nha. Trời ơi, hên quá à. Đây chị ơi, chốt cho chị size M nè chị. Rồi còn một con size S. Đẹp giả man luôn mọi người. Quá trời rẻ mà quá trời đẹp luôn. Hên quá. Em M nè. Rồi em còn một con size S. Ai mặc S thì chốt giùm Trang đi mọi người. Không đẹp cho không lấy tiền. Đây. Còn một con size S. Ngọc Hăng size M 50. Chị này bé đó cũng 50 luôn. Rồi. Một cái quần jean. Hàng cao cấp nha mọi người nha. Nhìn cái tem mát của nó nè. Thôi mà con này thật ra cũng không cần phải sale đâu hiểu không? Con này hàng cao cấp rồi. Rồi nhập giá hết. Gần 300 rin rồi. 300 ngàn rồi mà kêu sale hết. Thôi không được, cái này cũng được luôn. Cái hàng mới mà. Ừ, mấy cái hàng mới. Chân váy size L nè mọi người ơi. Chân váy size L nè, Bun ơi lấy không Bun? Chân váy L sale cho mọi người 30. ML mặc được đó mọi người. Mấy cái quần, mấy cái quần thun này con xả ra hết luôn nha. Ừ. Đây, 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 đây. Quần jean size S nè mọi người. Ê, rồi, tới con. Cái này giống cái quần của Hạnh phải không ta? Khác, khác. Đây mọi người ơi, quần jean size S nè. Một con S, một con M, sale 30 cho mọi người luôn. Ai lấy không? Sale 30 luôn nè. Quần jean rất nha mọi người ơi. Quá đẹp. Ừ. Cái đó xanh lợi gì trời, nó để lộn sai. Cái đó M thôi à. Ừ. Hả xíu à. Ừ. Cái này là M đi cho mấy đứa. Đúng là M luôn á. Không bao giờ có L. Mọi người ơi, quần sọt rin nè. 30 rin nè, ai lấy không? Trời ơi, con này rất đẹp luôn á mọi người. Một con S, một con xe M. 30. Còn con quần này là size M thôi chứ không phải L đâu mọi người. Phơm nhỏ xíu à. M nè. Quần chân váy jean size M nha. Có áo ngực không? Có áo ngực không em? Dạ có luôn á chị. Đây ai lấy không mọi người? 35 nè. 30 chứ thôi xin lỗi 30. Quần rách 30. Trời ơi. Tôi mệt quá là. Sao không nổi luôn á. Thiệt. Quần màu xám nè. Sao gì vậy? Quần màu xám sale 20 nè mọi người. Ai lấy không? Size M, quần màu xám sale 20. Size M, còn cái nữa. Quần mới hả? Tôi lôi tôi bán mấy quần cà kỳ lôi mới bán hết luôn. Ê xin hỏi cái quần này chưa ai mua. Ê cái quần này phối cái áo này dễ thương lắm nè mọi người. Áo 30 thôi mọi người. Nè, đó, chơi với bà luôn trời má bán sale mà còn phối giùm nữa. Thấy ai, thấy ai nhiệt tình như tôi không? Đó. Lấy không mọi người, áo sale 30 nè. Quần sale 20 nè. Là 50. Cả set như này chỉ có 50 thôi. Cẩm Linh ơi, vô hốt liền Cẩm Linh. Cái đó là bà không hốt đó, hẳn nè nha. Rồi. Qua mẫu nha. Sao cái quần này con sale 30 đồng không ai lấy vậy ta? Quần 20 nè, áo 30 nè, ai lấy không mọi người? Không lấy em để lại nha. Rồi, chân váy này một con size S, một con size M, sale 30 riêng cho mọi người luôn. Một con S, một con M, sale 30 nha. Rồi, qua mẫu. Em lấy mấy cái quần mới thì tôi bán mấy cái nào luôn nè.
Tôi chưa like lần nào luôn các bạn. Cái ghê không? Chưa like lần nào nữa. Còn trong bọc luôn. Còn trong bọc luôn á. Nhìn thấy ớn luôn á. Mua về xong rồi giờ bán sale. Áo nè. Kim Phượng 30 nè. Ok. Từ từ. Lát em sẽ lên áo cho mọi người coi. Bây giờ bán quần trước đi. Tí nữa em sẽ lên áo cho mọi người sau nha. Từ 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 từ. Rồi quần. Em nhớ không nhầm cái quần này ở đây nó có bán luôn. Ủa có treo luôn nè. Em chưa bán lần nào luôn á mấy chị. Giờ bán hàng sale cho mấy chị mua. Ok. Đây có đủ size luôn. Nè. Nhìn giùm em đi mấy chị. Đẹp không? Đây. Quần rất là đẹp luôn nha mọi người. Đây. Quần dạng giống như là quần quần gì thôi. Quần ống túm đó mọi người. Quần baggy á mọi người biết không? Mà bạn cũng đẹp lắm. Hai size S và M em chưa bán lần nào luôn. Bữa nay em sale cho mấy chị cái quần này với giá là đúng ra chứ mà thật sự là đúng ra là em bán phải 75. Bây giờ em bán cho mấy chị giá là như ta. Cho em xin bán lại giá là 40 đi mọi người. Thiệt, em bán nếu mà 35 em lỗ quá cho em xin 5 đồng đi. 5 đồng tới đâu đâu đúng không? Em bán chi ăn cho mọi người quá trời luôn rồi. Rồi hai size S và M giá 40. Ai lấy thì còn chẳng tay đi hết nha. Hên xui đi. Có S với M hai size. Comment giùm em đi mọi người. Đây em chưa có bán luôn mọi người nè. Thật sự luôn mọi người, chỉ có mình tôi trên thế giới này thôi mọi người ơi. Em chưa bán lần nào luôn á mấy chị. Bây giờ em bán 40 cho mọi người nè. Ai lấy không? Quần này phối với áo. Đây em chỉ mấy chị nè, quần này phối với áo ba lỗ nha. Áo hai dây nha. Rất là đẹp luôn á mọi người. Áo thun kiểu đồ đóng thùng lên rất là xinh luôn á. Em nói thiệt. Đây. Đừng có nghĩ nó đơn giản, mấy chị nó đẹp lắm á. Mấy chị chưa mặc lần nào thì mấy chị mua thử về mặc đi, có 40 đồng mà. Nè. Lên bao xinh á, y hệt như cái quần jean baggy vậy. Nhưng mà thay vì cái đó là jean, còn này là thun. Ok. Rồi. Có ai thích không mọi người? 30. Có ai bán không? Hay là bán 30 luôn. Nếu như 30 có ai mua không mọi người? Thôi bán 30 luôn hả? À, con nhớ Ngọc không? Rồi em bán quần 30 luôn, ai mua không? Thử rồi. Quần này em bán cho mọi người 30 luôn mọi người. Em xả hết luôn. Em cho đi về về đâu luôn. Quần 30 ghi tên là Ngọc Hân đi. Quần 30 hai size F và M. Rồi không ai lấy thì em bỏ qua nha. Quần 30 luôn. Má ơi thiệt sự luôn. Trời em chưa bao giờ bán mấy quần này 30 đâu mọi người. Cái vải nó đẹp dã man luôn á. Quần 30 sale nè. Ai lấy không mọi người ơi? Một hai size S và M nha. Áo khoác jean sale luôn không? Nào cho mấy bà sale để mấy bà đi chơi cho ai đi sắp đi Thái đi ơ rồi mua mấy cái quần này về mặc đi chơi nè. Đó. Em chưa bán luôn mà giờ em sale luôn á, chơi luôn mấy bà luôn nè. Trời ơi. Quá trời đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Trời ơi cái con này mà em bán giá này thiệt sự luôn á, không biết nói sao luôn mấy bà ơi. Chắc có thun co giãn nha mọi người nha. Chắc kaki thun co giãn đẹp giả man luôn nè. Rồi có size 6 mấy người ơi. Em để em coi cái size nó nằm đâu cái đó. Rồi có size luôn mọi người. Đây nha. Bây giờ em nói size luôn nè mọi người. Trời giờ nhiều quá sao tôi nói size được chút. Ê từ tôi lấy hàng á. Tại vì hàng này thật sự ra á là chờ chút nha mọi người. Nắm đâu vú? Vú kiếm con thấy quần này đó. Bây giờ có cái nào bán cái đó đi ha. Vú kiếm trong đó còn hả vú? Còn. Đây là một ừ đúng rồi đó, nó đó. Rồi, quần hồng này thì em có size S với lại size F với size M đây, quần siêu co giãn luôn. Lưng siêu cao, siêu co giãn, chắc cực kỳ đẹp, chắc không đẹp tôi tặng luôn tôi không bán. Ok. Bán sale rồi mà còn vậy nữa. Rồi, 35 đồng một con luôn. Màu hồng với là màu trắng. Đây, hồng với lại trắng nè, 35 đồng một con. Chắc không đẹp em tặng luôn em không bán. Lỡ rồi. Mấy cái này là em chưa bán lần nào luôn á mấy chị. Đây, có màu trắng nè. Hồng với lại trắng 35 đồng một con, ai lấy không mọi người? Chắc vải rất là đẹp luôn á nha mấy chế yêu ơi. 35. Trời mấy cái quần này 35 đồng mà không mua. 35 đồng, tính ra bận kia cũng đẹp á. Đẹp lắm, mà đẹp lắm. Hay là muốn em mặc cho mấy chị coi. Nhìn cái form lên nhìn nó gì. Nhìn cái form thôi mọi người, những cái vải nè. Hàng Thái em đi lấy với mọi người, bây giờ em nhiều hàng quá em xả bớt á. Chị nào lấy không? Không lấy thì thôi qua mẫu nè. Bữa sau tôi bán lại. Bà nào không lấy thì thôi. Bỏ qua. Rồi, ship lại.
35 đồng 2 size F và M nha, trắng hồng. Mấy bút. Mấy cái này khỏi bác đi. Rồi qua mẫu nè, rồi cái này. Quần nha, ở lộn xin lỗi, chân váy nha mọi người ơi, chân váy nha, chân váy kaki jean co giãn. Hai màu, màu nâu đậm với lại màu nâu nhạt. Màu nâu đậm với lại màu nâu nhạt nha mọi người nha. Đây sale mọi người 30 luôn hả? Sale 30 luôn mọi người, thôi làm biếng. Đây. Chân váy size S. Chân váy size S nha mọi người nha, sale 30. Quần da đâu còn màu đen đâu hả Dũng? Quần da nè, trắng M. Đâu? Mới cầm cái gì trắng M. À quần trắng M ok em. Trời ơi quần đẹp lắm Bun ơi, 35 đồng mà Bun ơi, chị đang nói thiệt với em, có chắc nó đẹp đỉnh của chớp luôn mọi người. Mọi người mà không mua cái quần này giá mà 30. Ủa nãy mới nói nhiêu ba? Có 30 cái quần mà mọi người tiếc mà mọi người không dám mua hả? Bun cứ lấy đi Bun. Chắc đẹp lắm, màu hồng thêm cái đó Bun. Em cứ nhận chắc về đi, em thích luôn á. Đẹp nhất cái nách luôn. Cho Bun đi vô, 30 một con. Rồi. Chân váy 30 này ai lấy không mọi người, nhanh tay. À, không lấy thì cũng được, qua đây giúp cho lại em con nha. Rồi chân váy nè mọi người, hàng mới về em còn chưa có cắt, bỏ đâu cái hàng mới mà em còn chưa có cắt phi, cắt cái nút nữa nè mọi người, có 30 đồng mà ai lấy không. Quần kaki xòe hai màu đậm nhạt luôn nè, cái này Bun mặc cũng vừa luôn á Bun, ở đằng sau đó là lưng thun 30, phải bao đẹp. À quần sót có màu đen nữa hả? Đây quần sót có màu đen nữa nè mọi người, quần sót quần quay jean size gì SML đều mặc được luôn á mọi người. Nếu tính ra tại vì sao không, ở đằng sau của nó là lưng thun á tụi em, cho nên dễ mặc lắm. Đây S với M là ok luôn á Kim Phượng, bao đẹp em luôn. 30 đi một con, trang bán mọi người cứ nhận chắc về đi, em bán sale rồi mà em còn bao phơm nữa, bao vải nữa, hàng em không có hàng xấu, chỉ có nhiều hàng quá thôi, bây giờ xả thôi mọi người ơi, hết nói nổi rồi. Xanh á, cái gì ý bé đó hỏi là gì, chân váy jean xanh size gì, size S, size S mọi người, chân váy jean xanh size S nha mọi người ơi. Rồi ho, à, không lấy nữa thì em qua mẫu nè. Cái này 30 không ai lấy đúng không, kẹp lên không hay là thôi, hay là ship, chú ship lên trên đó cho con đi, rồi bữa nào sale thì lấy ra. Cái này lấy không mọi người, 30 luôn nè, hai size F và M, em đưa lại một lượt lần nữa xong em cho nó qua qua bờ bến luôn đó nha. Xanh size S nha em ơi, mấy cái này lại còn thì móc lên được ha. Đây quần sọc da, quần sọc da nha, S jean, lấy jean 30. Đâu rồi ta, con cuốn cái dục đâu nữa nè, nãy giờ S 30 jean ok tình yêu nè, 30 luôn. Kim Phượng ơi có con này size S 35 đồng nè, quần jean lưng siêu cao và co giãn hàng Thái nè, 35 em lấy luôn không Kim Phượng, bao đẹp cho em luôn, mua về mà xấu chứ tặng luôn chứ không bán thiệt. Rồi quần da nè, quần da hai bên hông mọi người tự rút lên nha. Em còn màu gì giúp chứ, em còn một cái quần đen size S lưng cao nè mọi người, chắc phải đẹp lắm, màu đen 30 ai lấy không, lấy thử giùm em một con đi mọi người. Em đó. Trời ơi trời, cái vải nó đẹp lắm luôn á mọi người, cái phong đẹp lắm, tôi thích cái bà ghê luôn, các bạn tin tưởng tôi gì chưa. Rồi quần này 35 size S siêu co giãn, ai lấy comment lấy nha. Cái này rút eo nãy con đăng đó, con có đăng hình chưa? Đây con này. Đây mọi người, quần da nha. Ví dụ cái hết rồi hả? Quần da. Quần da size S nè mọi người, sale 30 cho tụi em luôn. Nhanh lên. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Quá trời rẻ luôn. Quần da. Quần da rút hai bên hông nè mọi người nha. Đây, mọi người mua về mặc rút cao bao nhiêu thì mọi người tự rút giùm Trang nha. Một con size S nè, hàng Quảng Châu tan mát đàng hoàng nha mấy bà. Một con size S, ủa sao S, S không rồi trời. Toàn là size S không mọi người ơi. Ai lấy giùm em không? 30 luôn. Ừ, S không luôn á trời. Có một cái màu da nhạt nữa nè mọi người, ai lấy không? Màu da nhạt cũng size S nè. Rồi, qua mẫu nè. Cái nào có thì con móc, còn không có móc đưa lại bài nha. Còn cái này là chân váy nè, chân váy size chân váy da size S 30 nè. Cái nâu này size S luôn nè mọi người, size 30 luôn nè. Nâu kaki 30. Rồi quần sọc jean nha, quần sọc jean 2 size S và M, size 35. Đây một con S, một con M.
size 35. Nhìn form giùm em đi mọi người ơi. Của Zara, áo của không phải của Zara, cái này của Lisa, Lisa. Đây mọi người, quần sọc riêng 35 đồng nè. Ở đâu ra có mấy cái này cho mọi người mua. Một con size S, một con size M, ai lấy không? Rồi qua mẫu. Em chơi nhanh lắm mọi người. Thích lịch hốt. Rồi một cái con quần jean size XL 20 luôn. Rồi một cái con chân váy size M, em lấy quần sọc riêng size M. Em lấy quần sọc riêng size M. Ok nè. Cẩm linh nè. Bé gì mặc size S xong lấy ta. Quá trời rẻ luôn á mọi người. Em nghĩ sao mọi người mua được cái quần này được 35 đồng, em nói thiệt. Đây. Cẩm linh 35. Ừ. Còn một con size S mọi người, ai lấy giùm em đi mọi người. Năn nỉ quá. Đây là một size S phải không? Rồi, chân váy size M 30 luôn nè. Chân váy M 30. Ê Cẩm Linh, cái này chưa váy M nè, Linh lấy giùm chị Trang đi Linh. Trang sale có 30 rồi nè, Linh ơi chưa bao giờ có giá này nha. Trên livestream. Vào một ngày đẹp trời như ngày hôm nay. Thiệt. Màu trắng size M của Linh luôn nè Linh. Quần jean, quần sọc jean size M nha, 75, sale nhiêu nhút nãy 40 hả? Nãy mấy cái xanh 40 rồi, bây giờ em còn một con màu trắng 40 nè. À lấy không? Nhanh tay nhanh tay. Rồi qua mẫu ha. Xong. Để em coi còn gì nữa không sale cho. Đây còn một cái chân váy. À mọi người ơi, mọi người thích xe quần dài không? Xe quần dài, thích xe quần dài không? Em lấy quần trắng xe M. Ok em, quần trắng xe M 40. Ai thích quần dài không? Quần dài nha, có quần suông nè, quần loa nè. Quần jean có nè, quần vải có nè. Xe giá rẻ lắm mọi người lấy không? Đây một cái chân váy size S nè mọi người. Con này nè, em sale mọi người giá chỉ có 50 thôi, ai lấy không? 50. Hello Tina. Ai lấy không mọi người? Mọi người thích lấy quần dài không? Mọi người chấm thêm cái đi. Quần dài em bán 75-80, bữa nay em sale rẻ cho mọi người luôn. 30-40-50. Ai thích thì chấm thêm cái để em biết, còn không thì em qua áo. Thôi like thử đi chú ha. Nhiều nào, chị nào thích hào hứng rồi mua được thì mua nè. Rẻ lắm mọi người ơi. Chú con, cho con xin thử vía đi. Đau hỏng quá. Trời sao con rảnh ghê luôn trời. Sọt một cái vô cho mấy chị coi thử là được rồi. Trời ơi quần form em hàng Thái mấy chị ơi. Em bán hàng cho mấy chị mà sale mà xấu trả lại cho em. Ok, hàng em bán mọi người 30-40 thôi mà lỡ có xấu. Mà lỡ có xấu hàng em cũng bao hàng cho mấy chị trả lại. Ok. Nói vậy luôn đi cho mua hàng tự tin tí xíu. Nha. Đây chân váy này một con size S cuối cùng này, ai lấy không thấy? Ừ. Đúng rồi, chân váy size S nè. Qua áo dây đi chứ, em không có thời gian xem like. À vậy hả? Áo dây giờ. Áo dây cũng đâu có nhiều đâu hả? Còn có mấy cái à, hỏi em nó chịu không? Áo dây. Ê, cái hồng đó mình đưa cho nó coi, đưa coi nhiều khi cho em. Nè, áo dây trắng nè. Áo dây trắng size 30 nè, Cẩm Linh lấy không? Cẩm Linh có bút ngực luôn. Rồi áo chị đang mặc nè, còn màu hồng nè Cẩm Linh. Size 40 nè, em lấy luôn không? Ở khúc áo con size 40. Ừ đúng rồi. Đây em. Mấy cái này nè em thích không? Mọi người muốn áo nhiều quá thì em phải bay đi Thái lấy mới được. Quần được bụng. Rồi thôi quần đi. Quần đi mọi người ơi. Quần nha. Trời ơi quần size S nè mọi người ơi. Lấy giùm em đi. Em lấy áo hồng. Ok áo hồng 40 nè. Áo hai dây trắng này lấy luôn đi. Chị Trang tính em 20 luôn nè. Lấy không? Rẻ quá trời. Quá trời rẻ luôn nè. Áo ba lỗ được không? Linh hai vậy. Ừ, cảm ơn. Áo hai dây, áo ba lỗ. Áo ba lỗ nãy á. Áo hai dây nó mới về đâu vậy? Áo yếm đen á, yếm đen còn không? Đây 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 đây. Áo ống nè mọi người. Áo ống có mức ngực nè. Sale 30 luôn nè, ai lấy không? Đây. Áo yếm này còn một con màu đen hay gì ta? Áo yếm này còn một con màu đen sale cho mọi người 35. Rồi. Trời ơi thôi. Đứa này lắm, mẹ đẹp mày. Trời lội cục luôn quá. Đây áo yếm nè, ai lấy không mọi người? Áo yếm 35, nhanh tay. Áo ống 30. Đây áo ống 30 nè. Rồi qua mẫu khác cho mọi người ơi. Quá. Rồi quần. Trời ơi trời đất đang gì vậy ba ơi. Quần chén sao lâu quá à. Nè, hello cái đi. Mèo chạy đi cho chị chế có tiền.
Cái áo hai dây nè em ơi. Em lấy áo yếm đen. Yếm đen, yếm đen này như dưới cỏ giúp không? Đâu. Nè. Lấy đó đi, trời, ngồi, xếp ok em nè, yếm đen nè, cho con cái áo hai dây đó luôn đi. Nè mấy áo này nè, sổ sổ cho lẻ lẻ cho nó đi. Ừ, sổ rẻ luôn nè, trời sao sao tôi sổ rẻ mấy bà không mua vậy mấy bà. Đợi tôi bán 45-50 thì lại hốt dành nhau mua, khổ thì chứ. Đây Cẩm Linh luôn nè, Cẩm Linh vô hốt hết luôn nè, Cẩm Linh ơi. Ừ, đưa hết nguyên đống áo đây. Đây, 35 đồng luôn nè. Đây, áo áo này có bút ngực nha mọi người nha. Áo bà ra nè. Có bút ngực luôn ở đằng sau hở lưng. Rồi, 30 luôn. Màu đen. Màu đen 30 nè. Vậy cái này của ai vậy? Hả? Con mới hãy cho bà cái gì? Sao mà đưa cái này vậy? Con có đưa bà cái đó. Của con ấy là phải không? Ừ. Đây mọi người ơi, áo đen 30 nè, ai lấy không? Cưng vậy chị. Ừ, dễ thương lắm. Con mèo đúng cưng luôn em. Cục vàng của nhà đó, nhà không có đàn ông, mình nói rồi đó. Đây mọi người ơi, áo đen nè, ai lấy không? Rất là xinh luôn á mọi người, ở đằng sau hở lưng nè, có bút ngực luôn, 30. Trời. Rồi áo này luôn. Áo màu nâu luôn. Áo màu nâu yếm sale cho tụi em 30 luôn. Rẻ không mọi người? Quá trời rẻ luôn mọi người. Tan sắc nè. Nhìn cái mặt của nó là đủ ăn tiền rồi. Chu chu nè mọi người. Áo yếm 30. Yếm nâu 30 nha. Tôi ra nhanh nha mấy bà. Tôi uống nước người dẹo nó. Tôi mệt quá trời mệt. Rồi áo len nữa nè. Áo len nè mọi người ơi. Áo len nha. Áo len ôm sát eo luôn. Rất đẹp luôn nè. Áo len nè. Rồi áo len sale 30 luôn. Vú lấy cái vịt để vú dùng ra đi vú để không lát có lộn xộn vú. Có cái thấy ngược vô đây đi, thấy ngược vô đây. Thấy ngược vô đây hả? Ừ, thấy vô đây đẹp có gì ngồi. Nâu nè. 30 đồng giá mà không mua nó thì thôi luôn á trời. Con này đẹp lắm nè chị Kim Phượng. Kim Phượng ơi, em lấy con này đi, Trang nói thiệt đẹp lắm luôn á. Ghét cho mặc cho các bạn coi. Ê không được, áo em đang mặc áo đen yếm rồi. Con này Kim Phượng lấy đi Kim Phượng. Len đẹp lắm luôn, có 30 thôi mọi người ơi. Rồi em qua mẫu khác nha. Trời ơi cái con xám nó đẹp kìa trời. Áo len xám bẹp vai. Trời ơi cái vải len của nó đẹp lắm mọi người ơi. Nó bẹp vai như thế này nha. Xong rồi bên hông của nó có nhúng nữa nè. Rồi áo len xám 35 đồng luôn. Con này hôm bữa em bán tới 75 đồng á mọi người. Sale 35 đồng. Không đẹp tôi không lấy tiền với bà luôn. Chị đứng xa cho em xem cái set gì mà. À không 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 không. Cái set chị mặc là set này nè. Tại vì cái áo nó bị chặt ngực đó, nên chị cỡ ra đây. Đây set này có hai size S và M nha chút chút ơi. Set này là set Adidas. Áo nó có bút ngực luôn á mọi người. Mới về á. Tại nãy cho mặc size S nó bị hơi chặt cái ngực cho nên là Trang tháo cái áo ra. Ê cái áo đâu? Cái áo màu trắng á. Có chừng lộn nha. Lát kiếm thấy bà luôn á. Không con gì con biết nhưng mà ý là lát kiếm mệt lắm á. Áo trắng nè em. Áo dây trắng đẹp lắm, phơn cực kỳ đẹp luôn. Rồi, áo len. Trời ơi, con len mặc vai này tôi bán 35 đồng mà không ai mua. Buồn bực trong người quá. Con nâu len nè, ai lấy không? Siêu co đẹp, siêu co giãn và siêu đẹp luôn. Đính đá nè, hôm bữa bán 65. Bữa nay xả luôn cho mọi người 30. Đẹp lắm luôn. Quá trời, cái len của nó đẹp lắm mọi người ơi, mềm mịn lắm. Nâu 30. Bán không cần đứng suy nghĩ luôn đi. Cho nhanh đấy chị ơi. Đây áo bẹt vai đó nè. Bẹt vai len nè. Nâu nè. Quá trời luôn. Rẻ quá trời rẻ luôn mà suy nghĩ nè. Lát là không bán luôn rồi nè. Đây bẹt vai luôn nè. Bẹt vai da luôn nè. Em lấy không tình yêu ơi. Tính em 30 luôn. Rất đẹp luôn nha mọi người. Con này rất xinh nha. Ai là không lấy là tiếc gán chịu luôn á. Em nói thiệt. Đây, con mẹ có màu da nè. Xinh ghê luôn trời. Len đẹp lắm luôn á. Chị Kim Phượng nè. Rồi, con áo màu đỏ luôn. Màu đỏ tay dài. Con áo màu đỏ tay dài này sale luôn mọi người 30 luôn nè. Ai comment trước để trước hiếu. Con này cài được nha mọi người nha. Đây, cài cho nó dính lại vậy nè mọi người. Rồi, đỏ 30. Bẹp vai màu da hết rồi em ơi, còn bẹp da màu nâu thôi à. Đỏ 30 nè, Cẩm Linh lấy không? Đỏ nè, hai lịnh nè. Hai lịnh nè. Trời ơi, cái con này đẹp lắm mọi người, không tin em. Con này đẹp, ở ngoài đẹp xuất sắc luôn á. Cẩm Linh lấy đi Cẩm Linh. Con này ở ngoài nhận về mà không đẹp, chị Trang tặng em luôn. Chị Trang không bán luôn á, chị Trang nói thiệt. Ở ngoài cái này nó đẹp cực kỳ luôn, con màu nâu.
con này màu xanh xanh hay sao, 30 luôn đi, thôi cho mọi người 30 luôn. Rồi ok chưa, 30 rin nè. Ai lấy không? Không đẹp chăng không lấy tiền mọi người, chăng đảm bảo luôn. Hả? Có khách quen á. Rồi ba lỗ hồng. Len ba lỗ hồng sale 20. Đây. Len ba lỗ hồng sale 20. Đẹp vai xám nè, Kiều Phạm nè, mọi người không mua cái con len đẹp lắm. Em lấy đỏ đi chứ, em comment chậm quá. Chế sale hàng em comment chậm quá nên mất tiêu hết rồi. Em lấy đỏ đi chứ, chị Kim Phạm, à, Kim Phượng. Kiều Phạm. Ấy. Kiều Phạm. 20 đỏ Kim Phượng nè. Kim Phượng nè. Rồi yếm xanh 25 đồng luôn. Trời ơi, tôi bán giá rẻ giá mấy bà ơi. Yếm xanh 20, ê không lộn nha. Yếm xanh 30 đi mọi người ơi. Con này em nhập vô giá hết 45 đồng rồi em bán. Em bán 25 đồng chắc em chết luôn á mọi người. Con này em nhập vô giá 45 đồng rồi đó mọi người. Rồi bây giờ em bán cho mọi người con này giá là mới nói nhiêu chú? 30 hả? 30 hay 35? Hình như con... Rồi con này ai lấy comment lấy giùm em nha mọi người nha. Con nhập em 45, em nhập 45 em bán 65. 65 giờ em bán 35 đi mọi người ơi. Thề luôn á, con này em nhập 45 đồng em không nói điều mọi người đâu. Yếm xanh 35 đi mọi người, đổ 10 đồng. Thề luôn. Yếm xanh 35. Ai lấy thì lấy, không lấy thì qua mẫu, ok. Xong. Rồi. Trời ơi, áo thun crop top mọi người ơi. Áo thun crop top nha, siêu co giãn luôn, 35 đồng. Áo thun crop top siêu co giãn 35 đồng. Hồi nãy bé kia nó lấy cái áo yếm ở đâu ta? Nói chung với cái này là cái áo khoác của nó này. Còn một tròn áo nữa kìa. Xả luôn đi, cho bé em luôn đi, hàng mới luôn đi. Lỡ rồi. Phải áo không? À, cái bọc áo thì chú soạn sẵn cho con hả? Mọi người ơi, cái áo crop top này đẹp lắm nè, ai lấy không? Con này tính mọi người 30 nè, áo đen 30. Không đẹp là em không lấy tiền mọi người con áo này luôn, nói thiệt, thấy không? Form đẹp ghê chưa? Áo đen 30. Cái này là gì nè? Hàng này chưa bán bao giờ luôn nè mọi người. Ôi. Quần ống suông. Chết bà rồi, đi xuống đi. Có cô giáo rồi. Đi. Đây mọi người ơi, quần ống suông nè. Sao cho mọi người 35 đồng, ai lấy không mọi người? Quần ống suông 35. Quá rẻ. Quần ống suông 35 đồng. Còn một con cuối cùng. Ai lấy nhanh tay chốt nha, 35 đồng quần ống suông, S tới M là mặc được nè. Nhìn nè, đó. Form nè, đó. Quần 35. Ai lấy quần, comment quần giùm em nha. Rồi, qua mẫu khác. Đây, áo này còn luôn. Ê, áo này ấm hết. Ê, áo này mượt, áo này ấm hết. Rồi, áo nhũ nè mọi người. Chắc siêu đẹp luôn nha. Em còn hai ba con gì đó. Con này em bữa bán 55, bữa nay em sale cho mọi người giá 40 luôn. Em mặc thử cho mọi người xem nha. Đây, áo nhũ này em sale 40 luôn. Chị nào lấy không? Chắc rất là đẹp luôn á mọi người. Nè. Em mặc ở trong. Đây. Áo nhũ sale 40 luôn mọi người, ai lấy không? Chắc đẹp cực kỳ luôn á mọi người, mặc lên là nó ôm sát cái eo của mình luôn như thế này, đẹp lắm mới chết. Cái này là hàng mới chứ không phải là hàng sale. Trời ơi. Ôi là trời, cáo bẹt vai đẹp dã man luôn mọi người ơi. Đây. Áo bẹt vai nha. Màu đen. Sale cho mọi người 35. Vải đẹp dã man luôn. Áo bẹt vai sale 35 nè mọi người. Trời con này đẹp quá mấy chớ ơi, em thề luôn. Ở ngoài nó rất là đẹp luôn á mọi người. Đấy nè. Mặc rớt vai xuống vậy nè ha. Vạt xéo xéo coi nhúng nè mọi người thấy không. Đen 35 nha. Like nhanh nè mọi người ơi. Đen 35. Áo trắng lưới nè mọi người. Trắng lưới co giãn nha. Trắng lưới crop top. Sale mọi người giá là 25. Áo trắng 25 nè. Trời con áo yếm. Trời ơi, cái con này mà để vô đây. Đây mọi người ơi, con áo rớt vai. Như thế này giá 25 đồng luôn, ai lấy không?
nó bị nhăn thôi mọi người. Nhìn cái dây nó nào biết hàng xịn rồi ha. Đây 25 đồng. Ai lấy comment lấy giùm em nha, 25 đồng. Ủa không ai nói gì trơn vậy mấy chế. Quần này em còn một con màu vàng nè, 25 đồng chị Kim Phượng nè. Sao không ai nói gì hết trơn vậy? Chị Kim Phượng 25 nè. Rồi con áo trắng tay dài luôn, đẹp lắm nè, chị Kim Phượng lấy không? Bao đẹp. Đây, áo trắng tay dài nha mọi người ơi. Rồi 25 đồng luôn. Trời ơi chị Kim Phượng ơi, chị lấy con này liền. Hốt liền đi chị, chắc quá trời đẹp luôn. Bên áo trang không có gì chắc xấu mọi người. 25 đồng ai lấy không mọi người? Form không đẹp không lấy tiền, màu trắng 25. Rồi áo len cổ yếm nè. Đây, áo len cổ yếm ai lấy không? Đó. Bao đẹp luôn. Áo len cổ yếm giá 30 nha. Áo trắng 25 ok cô bé nè. Rồi rồi bà vú ơi liền. Áo yếm màu xanh 30. Thôi. Vú ghim con này coi. Vú ơi. Kim con cái đó cho chị Kim Phượng ơi. Kim Phượng áo đó 25 màu trắng. Áo yếm nè, không ai lấy không mọi người. Áo yếm đẹp lắm. Thiệt, để hỏi em khỏi bán sao, em phối áo bán luôn. Rồi còn cái này là gì ta? Chân váy mọi người ơi, chân váy thun co giãn nha. Chân váy dài thun co giãn mọi người, phối với áo hai dây đẹp lắm luôn á. Được không? Đâu? Có lý mà không cũng còn động mà phải rồi. Đây chân váy nha mọi người ơi, xem mọi người 25 đồng chân váy nha, phối với áo hai dây áo cúp ngực đẹp lắm, 25 đồng chân váy 25 ok. Rồi áo lụa, trời ơi đẹp gì, áo lụa đằng sau bao thun nha mấy chị ơi, áo lụa sale 25, áo lụa sale 25 nè. Phi mình phi đẹp, mình phi đẹp lắm. Ôi con áo đẹp vai này là đúng ra là. Trời, mấy cái con áo này mà nhỏ nhỏ người không lấy uổng đâu, vẫn đẹp lắm. Con áo đẹp vai này đẹp lắm nè mọi người. Con áo len đẹp vai nha, hai dây kéo hai bên hông nè, bữa bán 65 đồng hay 75 gì đó không nhớ nữa. Giờ em sale cho mọi người giá 30 nè, chị nào lấy không? Hàng mới đây luôn mọi người, mà sẽ nằm trong cái bọc hàng này nè. Nè đẹp vai nè. Dây kéo nè, 30. Len nha mọi người ơi, cực kỳ co giãn luôn. Nhìn thì không đẹp nhưng mà phải lên form nó mới đẹp mọi người ơi. Quan trọng mọi người tin tưởng mọi người, hốt mọi người yên tâm liền. Trời kéo kiểu vai liệu giải là ok rồi. Đây mọi người áo bẹt vai nè, xinh chưa? Chắc siêu co giãn luôn, sale mọi người 25 đồng. Áo bẹt vai 25 đồng nha. Cáo xong. Bà ơi cho con thử làm cáo của con nào được không? Không. Cái đổ cá nó thay chứ. Chị cho lên 30 coi. Thôi. Lên 30, đẹp vai này đẹp lắm luôn nè. Hai hai lịn ơi. Chị Trang nói thiệt, phải tin Trang mấy mọi người mới mua về được chứ bây giờ coi không à, không nhìn không tin tưởng. Con này rất là đẹp luôn á mọi người, em thề luôn, cái vải nó đẹp nè mọi người, mà cái kiểu nó cũng đẹp đó mọi người. Con này là mặc đẹp vai. Con này chỉ có 30 thôi mọi người, tin tưởng em lấy về một con đi mọi người, cho em xem áo ngực. Lớp áo ngực chú dẹp hết rồi chưa, chú ơi còn đây. Ở ngoài. Ủa, ai mặc size nhỏ nhất không mọi người? Áo ngực này thì siêu năng ngực, siêu năng ngực luôn. Áo ngực này là siêu siêu năng ngực luôn mọi người, nhưng mà em chỉ còn size 32 thôi. 32 có màu hồng, màu đỏ với lại màu da. Mọi người biết mẫu này em bán rồi đúng không? Hôm bữa em bán 55 đúng không? Bây giờ em bán mọi người 35 đồng một con luôn. Thôi khỏi luôn, 30 một con luôn cho nhanh. Chỉ có size 32, không có size nào khác hết á. Siêu siêu năng ngực, nó là su đúc nha mọi người nha. Rồi ai lấy comment lấy, chưa bao giờ có giá này đâu mọi người. Trang chỉ còn vài con thôi à. Hết sạch sẽ luôn. Bữa Tết Trang bán đó mọi người nhớ không? Gần cả trăm con, nói thiệt. Thề luôn, khách một lần mua hả, 5 màu.
con này đỉnh lắm mọi người ơi, nó siêu năng ngực luôn nè, nhưng mà ai ngực nhỏ thôi đó. 32 size 30. Rồi áo sơ mi lụa nha, áo sơ mi lụa nha mọi người ơi, sale mọi người giá là 25 đồng. Sơ mi lụa crop top đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi con này xinh lắm luôn á mọi người. Thôi Hai Lĩnh ơi, em lấy con này về đi Hai Lĩnh, không đẹp nó tiết chế tặng em luôn chứ không bán. Tin em đi mọi người, em nói thiệt luôn á, nhiều khi hàng không phải làm nói quá đâu mọi người, tại vì mọi người nhìn ở ngoài mọi người không có chịu nhìn, không có size 38 á chị. Dạ không chị ơi, đây áo len nè, 25 chị Kim Phượng kìa. Đấy hả? Ừ, thiệt chữ luôn mấy bà ơi, tôi này tôi nhức đầu luôn á, chưa bán vừa tặng cho mấy bà luôn chứ không bao giờ tôi nhập vô được cái giá này đâu mấy bà, tôi nói thiệt. Đây áo len đó nè, cổ yếm nè, đó dưới này nè mọi người, đẹp cực kỳ luôn. Rồi sale cho mọi người 30 luôn nè chị Kim Phượng ơi, cái này đẹp lắm nè chị Kim Phượng, con này là hàng mới về luôn á mọi người, mà sao biết nằm trong đây nè. Em còn nhớ em có một con màu da em treo nữa nè, đúng không? Đúng không? Tôi nói mà hàng mới về đó, lỡ nó sale 30 là chúng ta mua luôn nè. Một con màu, một con màu đen với một con màu da nè, đó em lỡ nó 30 em tính 30 cho mọi người luôn nè. Nè lên 30 nè, ok em nè, Hai Lĩnh nè. Còn một con màu da 30 nè mấy chị, đẹp giả man luôn, em nói thiệt, hàng mới của em luôn á, mà sao lỡ nó sợ rồi nên là em bán luôn nè. 30 len cực kỳ đẹp luôn, con này rất là nhìn rất là bụi, mọi người phối với chân váy là bao đẹp. Màu da cho chị Kim Phượng màu da nè, hết rồi mấy chị, lỡ sợ quá mấy chị ơi, chứ ông ai mà bán áo này 30. Mấy con này là thật sự là em thề luôn, em nhập chưa tới vốn luôn á mọi người, em nhập chưa tới vốn luôn á mấy chế, yên tâm không có điều với chị đâu. Có thấy không? Đây có một con len, oh my god, len 30 nè mọi người, lấy con này đi Hai Lĩnh ơi. Ồ mốt mà nói chuyện vừa quá, đang sang tiếng da luôn đi chị. Em ơi em đổi qua con bẹt vai lông này đi nè, 30 luôn nè, ai lấy không? Trời ơi cái len bên trang đẹp lắm cho mọi người nha, cái này nó bị dính bụi. Đây cổ yếm nha mọi người nha, thích cổ yếm cũng được, còn không thì bỏ ra, cái này trong đây là nó có cái nút nè, không thì bỏ ra, mọi người mặc thành bẹt vai đó, bỏ ra thì mọi người mặc thành bẹt vai rất đẹp luôn nè, ai lấy không? 30 rin luôn, con này rất đẹp nè, em lấy đi tình yêu ơi. Ờ cái gì đó, bé gì tên nè. Ờ cái gì đó, Hai Lin lấy cái đó đi Hai Lin, con đen nó đẹp lắm. Ui, con này xinh quá. Con này là mặc bẹt vai nè mọi người ơi, bẹt vai nha, bẹt vai nha. Con này mà không lấy là tôi thiệt mấy bà luôn á, hối hận lắm luôn á, bẹt vai nè mọi người. Đây bẹt vai nha, xe cho mọi người con này 30 luôn, hàng mới về luôn á chị, mà sao nằm trong cái đống này, em đỡ em sale luôn nè, nhìn nè, nhìn kỹ giùm em có phải hàng mới không. Sale 30 nha, 30. Đây con cổ yếm nè, sale 25 đồng, cổ yếm nha mọi người nha, sale 25 đó. Miếng sao áo vô áo hoa này, ai thấy không mọi người, áo hoa này có bút ngực luôn á mọi người. Đây yếm 25 nè, yếm 25 là con mới đưa gì vậy yếm? À yếm 25 ok em nè, Tường Vi nè, rồi yếm hoa luôn nè, Tường Vi lấy không, cho 25 luôn cho nó nhanh, có mút ngực luôn á mọi người, yếm hoa 25, yếm hoa nha 25 đồng, ở đằng sau bao thun luôn á mọi người, yếm hoa 25. Áo trắng 25 luôn nè, đẹp không? Áo trắng 25 đồng, đẹp quá trời luôn, xinh dễ mang. Áo trắng 25, áo nhũ sale 20, áo nhũ nha mọi người nha, mặc đóng thùng lên nhìn nó phồng phồng lên nhìn đẹp lắm á. Đây áo nhũ sale 20, chắc nhũ rất đẹp luôn. Áo nhũ sale 20 ai lấy không mọi người? Không ai lấy nữa là em bán đăng ký tính tiền luôn với bà tiết hàng chiều. Trời cái làm này đẹp quá trời, ai lại làm đây. Cái áo này hôm bữa nó bị lỗi cái gì nè ta? À nó bị lỗi cái này nè. Không biết.
Ấy con áo này sao tự nhiên nó nằm trong đây đó, nó không mới mà. Nhớ không? Nó có màu đen á dưới, nhớ không? Đây mọi người ơi, áo bẹt vai nè, xong rồi cổ yếm nè, mọi người nhớ cái con này không? Mà bữa em bán màu đen nè. Nó bị lộ màu nâu trong đây rồi, ai lấy không? Tính mọi người 30 luôn. Bán 65 đồng tính mọi người 30. Bó tay luôn. Nhiều khi nó ấy cái nó dính vô mình không hay á. Nè hai lịn nè, quá trời quá đất rồi. Bó tay không là hai luôn. Nè cái đầm này sao tự nhiên nằm trong đây nó vậy? Đầm này đầm kem nịch nè. Thôi cái đầm này không bán được, để ra đi. Thấy chưa? Có ai thích quần nịch bụng không? Thích quần nịch bụng này để bên kia đi chút. Nếu có đi bữa nào bán luôn. Rồi đây áo. Áo có mút ngực nè mọi người. Có mút ngực nha. Ở đằng sau của nó là hở lưng nè. Rồi sale cho tụi em 20. Áo đen 20. Áo đen 20. Cái này là gì? Áo ống hả? Áo ống sale 10 hả? Áo ống nhung. Hả? Áo ống nhung á, giải còn lưng lên. Áo đen 20 nè, áo ống 10 nè, ai lấy không mọi người? Áo ống này có mút ngực luôn nè mọi người. Đây. Áo ống có mút ngực luôn nè tụi em. Áo nhung á, áo nhung CK. Chị coi quần nịch bụng. À ok, nịch bụng trả ơi. Quần nịch bụng đủ màu luôn mấy chị. Cái con này là hàng Thái. Em nói thật sự với mấy chị nha, chị nào mà bụng to, mặc đầm mà sợ mà đưa khuyết điểm á thì nên tin em lấy về một con mặc đi mọi người. Khách em mua rất là nhiều, em bán được Tết á. Nè chị Kim Phượng là 10 nè. Em bán được Tết á. Bán giả mang luôn á mấy chị, thiệt luôn á. Đủ màu luôn, màu nâu nè, màu xám nè. Màu nâu. Từ mà em đang đi Kim muốn mở cửa. Đi ra chỗ khác đi. Em có màu nâu nè, mọi người nhìn màu đẹp rất là màu nâu nè. Màu này mà mọi người ghi vào màu xám nè. Ghi vào màu ấy, màu xám nè. Màu gì chú? Màu xám nè, màu tối đi. Rồi cái này màu đen. Rồi nè mọi người nhìn cái mặt này là hàng Thái nè, rất là nổi tiếng luôn, cực kỳ hiệu quả. Mặc lên một cái là ôm eo liền luôn, em đảm bảo cho mấy chị luôn. Không, em cho mấy chị trả lại. Con này đợt Tết á em bán là nhiêu ta? Còn mấy con là hết rồi. Đợt Tết em bán là 55 hả ta? Đợt Tết 55, hôm nay tính cho mọi người 35 đồng một con luôn. Ai lấy nhanh tay chốt, bao đẹp cho mấy chị luôn. Còn mấy con là hết rồi, ai lấy cho mọi người 35 đồng. Em đảm bảo với mọi người rất là hiệu quả đâu nha. Mấy chị mua mấy cái quần linh tinh em không biết sao nha mọi người, nhưng mà con này thật sự rất là hiệu quả luôn. Cực kỳ hot bên Thái luôn á mọi người. Mà cái con này á nó không quá cao, khi mà mấy chị mặc á nó không có dướng cái phần ngực của mấy chị. Còn mấy chị mua mà cái loại mà nó cao á, mặc á nó cắn ngay cái ngực rất là đau, em biết. Còn cái này nó vừa ở dưới đây thôi mọi người, nó che vừa cái bụng mấy chị. Mấy chị cứ tin em lấy, đừng có nó nhiều mệt quá. Dạ chị lấy hết bọc đi. Rồi okay. Không còn nữa. Hết bọc. Thế bọc là gì? Hả? Chị lấy hết bớt đi. Chị em bán 55 đồng, em tính bán 45 đồng luôn á chị. Nhưng mà em suy nghĩ hoài thôi. Em bán chỉ bị 35 đồng cho mấy chị khỏi trả giá em luôn á mấy chị. Đây còn 4 con này, chị lấy hết đi chị ơi. Thiệt. Còn nữa nhưng mà ở trên đây chị Kim Phượng lấy hết 4 con này luôn đi không? 4 con 4 màu luôn. Rẻ lắm chị, 55 tính bán 45 rồi đó. Nhưng mà suy nghĩ thôi, bán 35 đồng vừa bán vừa tặng cho mấy chị luôn, khỏi cần suy nghĩ về giá. Cho nên là em bán cho chị luôn á. Nè chị nhìn đi, cực kỳ luôn. 30 đi, 30 em không bán được. 30 không bán được chị. Cái này thật ra nó bán bên năm suốt tháng rồi, mấy chị lấy đi thì em để thôi, còn không lấy thì em để lại em vẫn bán được 55. Tại vì mấy bé đào nó hay đi làm, nó bụng nó to đó, mua em hoài à. Em bán có nghĩa là bán liên tục. Bây giờ em đi Thái vẫn bán tiếp, mọi người hiểu em nói không? Hiện tại là bây giờ còn vài cái thì em để cho mấy chị 35, hiểu không? Còn vài bữa nữa em đi Thái, tháng 4 này em đi Thái nè, nhưng mà cuối tháng nào tại vì bắt nước cho nên không có hàng. Đó em đi Thái về em lấy hàng, em cũng lấy vậy thôi. Cũng bán 55 mà chứ cũng không bán 35 đâu nha. Hiểu em nói không? Chứ không phải là em không bán nữa, em sẽ còn lấy và bán thêm á. Chị nào lấy thì comment lấy. Rồi, qua mẫu nha. Rồi, đây cái này còn gì nữa nè. Trời ơi, áo đẹp quá mấy chị ơi, ai lấy không? Đây áo nè mấy chị. Đây áo nè nha, áo này có mút ngực luôn, áo yếm. Ủa sao mấy con đẹp đẹp này nằm trong bọc vậy chú? Áo yếm 30.
Hả Vũ? Bà cho con một cái câu trả lời coi. Áo yếm nhũ ngoài đẹp lắm. Thừa cơ hội đi. Ừ. Là vú để riêng với bà xeo á. Chắc nhiều khi vú quên hay sao á. Đây mọi người ơi, áo yếm nè, ai lấy không mọi người? Áo yếm 30. Ê, cái con này phối chân váy đẹp lắm á, để ngoài đi. Ai lấy thì lấy, mấy thì để ngoài. Rồi. Ê, cái quần này nè. Hình như có cái quần dưới này không? Không biết đẹp quá vậy. Mấy cái áo mà tùm lum tùm lum. Áo mà không biết đường bệnh luôn á. Không, áo gì nè. Áo 2 dây. Gửi hàng em chưa vậy chị, Mandy Thạch hình như đi hàng rồi đó em ơi. Đi cho ta. Đây mọi người ơi. Đây áo này, áo yếm đằng sau nó đang dây như thế này nè mọi người, sale 20 nè, ai lấy không? Con này không biết hình dung sao cho mọi người hiểu không? Nó là đang dây từ trên xuống dưới luôn mọi người ở đằng sau. Xong rồi cái này yếm nó như thế này nè. Ai lấy thì comment lấy giùm em nha. 20 đồng. Rồi ha, bỏ qua đi mọi người ơi. Cái quần này với cái dây này, cái này không lấy nó sẽ giống nhau, bỏ đi. Cái nào mà không, im bỏ luôn đi mọi người. Đầm trắng nè, mua mặt ngủ rồi mọi người ơi, em thấy giải mỏng em không có dám bán. 10 đồng một con nè, ai lấy không? Mua mặt ngủ nha, mặt ngủ thì sướng lắm, 10 đồng một con. Còn mặt đi chơi thì nó mỏng lắm nha, tôi nói thiệt, cái này là tôi bán thiệt lòng đó. Rồi có màu hồng, ấy màu hồng này bị lỗi luôn rồi, bỏ luôn đi hay sao? Chỉ gì bỏ như vậy sao vậy? Bỏ luôn đi. Màu đỏ này còn một con này, ai lấy không mọi người? Con này 10 đồng, ai lấy không mọi người? Hết. Rồi hết nha. Còn nửa bữa nào tôi tính nữa. Áo trắng này không ai lấy hả? Áo trắng này 25 đồng không ai lấy hả mấy chị? Áo yếm này nè, ai lấy đi, trời đẹp lắm. Trời yếm hoa đẹp quá trời luôn. Con trắng này không ai lấy hả mọi người? Trắng này rất là xinh luôn nè. Còn cái gì thôi nè, để vô lại đi. Đầm yếm nè mọi người, ai lấy không? Đầm yếm, đầm yếm. Kẹp lại mấy cái quần, lát kẹp làm con, 5 cái quần đó, 4 cái quần đó làm con, vô cái kẹp làm con giúp. Để có gì? Rồi bây giờ qua quần, có cho tôi qua quần chưa? Rồi mua áo nhiều rồi ha, bây giờ qua quần. Ê em còn con áo đen sale 20 nè, ai lấy không? Áo đen sale 20 có bứt ngực luôn ở đằng sau đang dây nè mọi người. Đó. Thấy con này mặc hơi bị xinh nha. Không ai lấy là tôi lấy nha. Hỏi lại một lần nữa, ai lấy cái áo này không mọi người ơi? Ở đằng sau đó là đang dây như thế này nè, áo có bứt ngực luôn, 20. Rồi. Đây. Nè áo ngực này để bọc luôn. Dục linh có luôn. Còn mấy con này con đem hết vô cho bà luôn. Dép dép, ai mua dép không? Giờ từng cơm đủ mặt băng dép. Ai lấy cái nơ không? Tặng cái nơ nè. Ai mua dép không? Dép hả? Đưa dép lên coi vậy hả? Ừ, bán đại đi, bán rẻ, bán đại đi. 35, 36, 37, 38 nè, em thấy cái này có 4 con nè. Đó, đưa dép lên. Ai đẹp lắm nha mấy bà, tôi nói thiệt. Trời cũng bán dùm ra đi. Mặt im chân lắm mọi người, có theo nè. À, bữa nó bán 65, bây giờ em bán cho mấy chị 30 thôi, chị nào lấy không? 30 tính ra có 150 thôi mấy chị ơi. Đây. Nhắm mắt, nhắm mắt mua lại thôi cũng được, mấy chị em cũng thấy rẻ đó mọi người. Đúng 4 đôi, 35, 36, 37, 38. Mỗi đôi, mỗi size một đôi. Lấy giùm bả đi mấy chị. Mang lên cực kỳ im chân luôn, tin em đi. Dép 30, size 38, ok Tường Huy nè. Em bán giùm đó mấy chị, cho đại cái giá em bán đại là Tường Huy 30 nè. Mọi người lấy giùm bả một đôi đi mấy chị. Thật sự là rất là im chân luôn á. 35, 36, 37 còn 3 đôi nè. Trời ơi, lấy giùm bả đi mấy chị ơi, đi im chân lắm em thề, em không có nói điêu mọi người đâu. Quá trời im chân luôn á, 35 còn nè, 36 còn nè. Không ai lấy thì bỏ ra nha. 36, 35. Bán giùm thôi, chứ em có tắt cho em. Con này 37 nè mọi người, ai lấy không? Nè, 37. 37 nè, em thấy cũng rất là hot luôn nè, sale mọi người 30 luôn. 30 luôn nè mọi người, 37. Từ Vi mang vừa đó, 37, 38 nha, chích với nhau có chút xíu 30. Ừ, thật ra hàng mua luôn. Hàng này thì hàng Thái thì thường 37, 38 nó hay dính sai mọi người.
30 nè mọi người, chị nào lấy không? Đế không có cao á. Để dục ra cho nó gọn. Để lâu quá trời lâu rồi. Nhờ bán giùm mà để tới giờ luôn chưa bán. Chị không nhắc luôn bà. Chị Việt Nam luôn không nhắc luôn. Rồi em qua mẫu nha. Rồi lên quần đi mọi người ơi. Quần ống suông nè, quần ống suông sale nè. Đây mọi người ơi, quần ống suông sale có ai ủng hộ em không? Em lên quần. Có ai ủng hộ em không? Em lên quần cho mấy chị coi. Quần quần, có ai thích quần không mọi người ơi? Có chị nào thích quần không? Em sẽ quần cho. Size M nè mọi người. Ê, quần này em có S với M luôn nè mọi người. Ai lấy không? Sale cho mọi người nha. Giá là 40. 40 quần ống túm nha. Quần này là quần dài ống túm 40, hai size S và M. 40. Rồi, quần da ống suông. Quần da ống suông size này là size S. 40 luôn. Quần đen ống suông mới, hàng mới. Không biết. Nhìn vô ra. Chị hỏi gì hả? Cái quần dài á. Quần đen mới nè. Đúng rồi, đây đẩy qua cho con. Lắc con vói cho cao. Mọi người thích lên quần không? Hay là em xả áo tiếp? Ông mới về nè, áo mới về nhưng mà bán giá này chắc chắc tiêu luôn quá. Đây áo thun mới về nè mọi người, form đẹp lắm. Đây, thấy không? Form dễ thương không? Đẹp hay chú ha? Form rất đẹp luôn, áo mới về nè mọi người. Thích này không? Em sale luôn cho mọi người luôn nè. Chơi, chơi với bà tới bến luôn nè. Chơi tới bến luôn. Ai lấy không mọi người? Đây, mấy áo này mới về hết luôn nè. Giảm cho mọi người 5 đến 10 đồng luôn, ok không? Ok thì tôi lên hàng nha. Ở cái chân váy này còn một con size S nè mọi người, ai lấy giùm em không? Đây, 85 đồng. Chân váy size S đẹp lắm nè, Tường Vi lấy không Tường Vi? Bao xinh. Bao xinh nha mọi người ơi, size S nè, ai lấy không? 85 đồng. Chân váy này còn con gì? Chân váy này em còn một con size M, hàng này em bữa bán 85 nè mọi người. Giờ sale cho mọi người giá 50, ai lấy không mọi người? 50 rin, 50 rin. Size M 50 nha. Hình như có S M luôn hay sao? Có S với M luôn, sale 50 nè mọi người, chân váy đá nè. À, dạng xéo xéo mọi người dễ thương lắm. À, hả? Có màu đen nữa không? Áo con đang mặc bán nhiêu chứ? Có giá này vừa đó. Bán sao rẻ cho mấy em nó mua rồi được rồi. Đây áo này em còn màu hồng nữa nè mọi người, ai lấy không? 30 nè. Nè, màu xám hồi nãy bán 30 đúng không? Áo này còn màu hồng 30 nè, ai lấy không mọi người? Hồng 30 nha, hồng 30. Nãy Kim Phượng lấy gì mà lấy luôn đi, màu hồng luôn. Nãy chị Kim Phượng lấy. Hồng 30 nè. Rẻ bèo nhèo luôn. Ai lấy thì báo em nha. Chị Kim Phượng còn đang hay bán lại quần cho bà 30 luôn đi. Ừ, bán chung đây. Lỡ lỗ rồi bà cũng có đơn hàng. Thế lại bà muốn cái này đi. 43, 20, 120. Lắc lỗ không? Trời bữa nó về ra chưa? Trời bữa nó về nữa nè. Chân váy size S nè mọi người, em còn một con nè. Bán cái này luôn cho bán luôn. Thôi, táo mùa thôi bán đi. Chân váy size S em còn một con nè mọi người, 50. Ai lấy không? Hàng mới á mọi người. Mấy giờ sao tôi đuối quá vậy? Còn ai muốn mua gì nữa không? Hỏi thiệt. Còn ai muốn lấy gì nữa không mấy chị ơi? Có hàng mới không mấy chị? Chắc phải lấy này, chắc chị không có hàng mới đâu ha. Thật chứ mấy cái chân váy này đúng đẹp luôn á trời. Nè, chân váy xòe mới về nè mọi người, hàng mới. Chân váy hàng mới, trời dư nhiều móc chưa? Dư kẹp nhiều ha. Mọi người thích mua gì mọi người cho em xin một cái lời kính nhắn tin với chị. Mấy thầy thích là lai quần này có ai thích không mọi người? Đồng giá 40 cho mấy chị luôn nè. Ai thích không? Bình thường là em bán 65, 70, 75 luôn. Bây giờ em đồng giá cho mấy chị giá là này, mấy chị nhớ cái quần này không? Bây giờ em đồng giá cho mấy chị giá là 40, mấy chị lấy không mấy chị? Thích không?
thích thì em mới lên được cho mấy chị nè. Đẹp không? Form đẹp quá trời luôn đó. Mấy chị thích không? Cửa gì vậy Dũng? Rồi thôi vậy, thôi em xin phép nghỉ nha mọi người ơi. Không mua gì nữa, em xin phép nghỉ nha mọi người nha. Cái gì bữa sau em like tiếp. Nghỉ nha Dũng à. Sao like tiếp? Chỗ rửa đồ ăn mà đem đi rửa cái mèo.